Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 7 năm 2023. Đầu tiên là thông tin về mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là vẫn tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc bởi vì người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm Biển Đông. Theo tờ báo quốc tế cho biết, hôm qua, đất nước hơn 1,4 tỷ dân này đã phải hứng chịu một trận mưa đá chưa từng có trong lịch sử. Thông tin trên đã được tờ báo của Bắc Kinh cho biết như sau. Vào lúc 23 giờ đêm ngày hôm qua, nhiều tỉnh thành phía đông phương Bắc của nước này bất ngờ hứng chịu một trận mưa đá to khủng khiếp và dữ dội. Những hòn đá to bằng cái bát ô tô màu trắng rơi liên tiếp từ trên trời xuống quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh suốt hơn một tiếng đồng hồ. Trận mưa đá trên đã làm cho thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tê liệt gần 2 tiếng đồng hồ. Cơ quan đầu não của ông Tập Cận Bình đã phải họp gấp ngay trong đêm bởi trận mưa đá xảy ra quá bất ngờ. Sau 2 tiếng đồng hồ, thì các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Hồ Nam cũng đã xuất hiện những đám mây rông và sấm chớp đùng đùng. Một lúc sau đó, thì mưa đá cũng trút hàng ngàn mét khối đá trắng bao phủ một vùng rộng lớn. Theo Cục Thống kê Nhanh của Trung Quốc cho biết, hiện tại mưa đá đã làm tan nát 1,2 triệu hectare cây trái hoa màu của người dân Trung Quốc đại lục. Điều này đã làm cho cơ quan đầu não chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất buồn. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập được cho là buồn nhất. Còn hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc kêu than mất trắng mùa màng vì mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, vỡ đê, vỡ đập suốt hơn 3 tháng vừa qua, vẫn đang tàn phá Trung Quốc. Người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã gây ra đau thương cho thế giới trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại, thì cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của Trung Quốc cho biết những trận mưa to đến rất to cùng mưa đá, lũ quét, sạt lở vẫn đang tiếp tục hoành hành ở Bắc Kinh. Có thể nói rằng Trung Quốc dường như đang bị mẹ thiên nhiên mạnh tay trừng trị bởi ngoài bão tố mịt mờ, động đất, mưa lũ vùi dập, thì đến nay mưa đá và nếu như cứ đà này xảy ra thì chẳng mấy chốc ông Tập Cận Bình sẽ từ chức hoặc sẽ bị hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc phế truất. Còn đất nước của Trung Quốc thì rơi vào một thảm cảnh tồi tệ nhất trong lịch sử mà từ ngày ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào lên nắm quyền của Bắc Kinh cũng chưa bao giờ chứng kiến một tuần thảm họa tê liệt như năm nay. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng năm nay là một năm đại họa với cả Bắc Kinh. Chính quyền của ông Tập Cận Bình dường như đang bị thiên nhiên và trời đất ra tay trừng phạt. Từ đầu năm ngoái thì dịch bệnh COVID-19 tàn phá thành phố Vũ Hán, một trong những thành phố nhộn nhịp và sôi động bậc nhất của Trung Quốc. Đồng thời, 31 tỉnh thành phố khác cũng bị con virus corona tàn phá. Đến nay thì mưa to, gió lớn vẫn trút hàng ngàn mét khối nước từ trên trời dội về, làm cho lũ lụt từ thượng nguồn con sông Dương Tử, con sông Hoàng Hà, con sông Mekong đổ dồn dập về đập Tam Hiệp, khiến cho con đập lớn nhất hành tinh này khả năng cao sẽ bị vỡ, và khi nó vỡ thì các bạn biết rồi đấy. Một điều tồi tệ kinh khủng nhất trên thế giới sẽ xảy ra đối với Bắc Kinh. Hiện tại, ông Tập Cận Bình đang rất run sợ và đau buồn. Tuy nhiên, ông vẫn đem rất nhiều binh lính của Bắc Kinh đi xâm chiếm ngoài Biển Đông, sát quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Bằng chứng rõ rệt nhất là vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày hôm nay, hãng CNN của Mỹ cho biết quân đội của Bắc Kinh đã cho phóng liên tiếp 3 quả tên lửa ở quanh quần đảo Phú Lâm, sát quần đảo Hoàng Sa. Đây là một hành động gây hấn của Trung Quốc nhằm vào các nước trong khối ASEAN và Mỹ. Hành động trên của Trung Quốc được cho là không thể dung tha và chấp nhận được. Nhiều nước trên thế giới đã chỉ trích gay gắt Bắc Kinh khi nói rằng chính quyền ông Tập Cận Bình đã lợi dụng tình hình dịch bệnh, lợi dụng tình hình thế giới đang có những xáo trộn và bất động nhất định đem quân đi xâm chiếm Biển Đông. Dường như Biển Đông đang là miếng mồi rất ngon đối với cả Trung Quốc, cho nên ông Tập cướp cho bằng được về cho Bắc Kinh thì mới thôi. Điều này có đúng hay không? Hoàn toàn là chính xác. Bởi theo một nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, suốt từ năm 1945 tới nay, Trung Quốc liên tục ủ mưu xâm chiếm cho bằng được Biển Đông. Đấy là một lý do vì sao mà chính quyền ông Tập Cận Bình tự vẽ ra con đường lưỡi bò và tự thừa nhận.
chứ trên thế giới không một ai, không một nước nào thừa nhận con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc. Và nếu như chúng ta tìm từ khóa con đường lưỡi bò ở Biển Đông trên Google, thì chỉ trong vòng 3 giây chúng ta sẽ nhận được hơn 10 triệu kết quả cho biết con đường lưỡi bò của Trung Quốc đã liếm trọn gần 95% diện tích trên Biển Đông. Hầu như các vùng biển của Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Philippines đã nằm trong đường lưỡi bò của phía Trung Quốc và Trung Quốc tuyên bố rằng các vùng biển nằm trong phạm vi đường lưỡi bò là của Bắc Kinh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả, họ liên tục điều tàu chiến, điều giàn khoan, điều máy bay, điều tên lửa ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật, để thị uy sức mạnh cũng như là đe dọa an ninh tới các nước trong khu vực. Mới tuần trước đây thôi, Trung Quốc đã điều 3.000 lính cùng 40 máy bay J-11 và J-15 cùng nhiều tàu chiến, tàu khu trục, trong đó có hai con tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông đồng loạt tiến ra ngoài Biển Đông, tập trận bắn đạn thật và tuyên bố trái phép ở vùng biển này bất chấp thế giới, trong đó có Mỹ. Hiện Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng các hòn đảo nhân tạo phi pháp ở ngoài Biển Đông. Hôm kia, tờ báo Philippines và tờ báo Singapore đã cho biết phản đối kịch liệt phía Trung Quốc đang cho xây dựng các hòn đảo nhân tạo sát vùng biển của các nước kể trên, gây ra sự xáo trộn cho vùng biển này và mất an toàn cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hành động của Trung Quốc phải được các nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Nga, trong đó có khối ASEAN nhanh chóng ra tay trừng trị. Nếu không, chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ được đằng chân lần đằng đầu. Lúc đó, Biển Đông sẽ hoàn toàn thuộc về tay Bắc Kinh và khi đó chính quyền của ông Tập sẽ thực hiện được âm mưu đen tối của họ. Kính thưa quý vị, theo hãng tin nổi tiếng của Mỹ có tên là BBC News, hôm qua đã có một bài viết khi nói rằng, theo trang tin ABC của Mỹ, trang tin chuyên theo dõi đường đi và các hoạt động trên Biển Đông đã cung cấp cho chúng tôi những hình ảnh qua vệ tinh 6D cho biết phía Trung Quốc đang chờ bồi đắp thêm một hòn đảo nhân tạo phi pháp ở ngoài Biển Đông. Trước đó thì Trung Quốc đã cho xây dựng bồi đắp 7 hòn đảo. Như vậy là tổng những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép trên Biển Đông là 8. Các hòn đảo nhân tạo này, Trung Quốc đã cho xây dựng sân bay, bến cảng, các căn cứ quân sự, các radar tên lửa, hòng khống chế toàn bộ khu vực này về tay cho Bắc Kinh. Đây là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Đây cũng là âm mưu thủ đoạn mà ông Tập Cận Bình vẽ ra cho Bắc Kinh trong quá trình đưa đất nước Trung Quốc đại lục trở thành ngôi vương của thế giới vào năm 2049. Hãng BBC News của Mỹ cũng cung cấp những hình ảnh cho biết phía Trung Quốc cũng đang cho xây dựng tòa nhà quân sự K-25 tầng tại một hòn đảo nhân tạo ở ngoài Biển Đông, bất chấp sự lên án kịch liệt của Indonesia và Singapore. Hôm kia, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng của Indonesia đã lên tiếng chỉ trích phía Trung Quốc khi bất chấp luật pháp quốc tế cho xây dựng thêm một hòn đảo nhân tạo và xây dựng các căn cứ quân sự ở vùng biển này. Điều này đã gây ra lời qua tiếng lại và đụng độ căng thẳng giữa Hải quân Indonesia và Hải quân của Trung Quốc. Cách đây khoảng 4 tháng, Hải quân của Indonesia cũng đã cho phóng tên lửa đuổi hai con tàu hải cảnh của Bắc Kinh khi liên tục xâm phạm vào vùng biển của Jakarta. Bộ Ngoại giao của Indonesia cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Trung Quốc đã điều tàu chiến áp sát eo biển Malacca, một trong những biển rất quan trọng ở vùng Biển Đông thuộc lãnh hải của Indonesia. Nhưng phía Trung Quốc đang ủ mưu xâm chiếm bằng được eo biển này về tay cho Bắc Kinh. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà xảy ra những cuộc đụng độ đầy căng thẳng giữa Indonesia và Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Hiện tại, Indonesia cũng là một thành viên tích cực trong khối ASEAN để xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC và DOC đối với phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có một nguồn tin thân cận tiết lộ cho biết Bắc Kinh đang ủ mưu xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC giữa Trung Quốc và 10 nước khối ASEAN có lợi cho Trung Quốc hòng khống chế vùng biển này. Đây là một nguyên nhân vì sao mà chính quyền của ông Tập Cận Bình không muốn cho Hoa Kỳ và một số nước lớn trên thế giới nhúng tay sâu vào khu vực Biển Đông. Thông tin trên được tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, hôm kia tại thủ đô Bắc Kinh, phát biểu trước truyền thông Trung Quốc và truyền thông của quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đại diện là bà Hoa Xuân Oánh. Tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã lên tiếng nói rằng yêu cầu Mỹ chấm dứt những hành động gây hấn, leo thang xung đột ở ngoài Biển Đông, đề nghị Hải quân, hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho rút toàn bộ tàu thuyền, nhất là hai con tàu sân bay siêu hạng ra khỏi vùng Biển Đông. Nếu không sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa Bắc Kinh và Washington. Thực ra thì mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington trong 5 năm trở lại đây đang hết sức rối ren và không được suôn sẻ một chút nào.
Được biết, trong một tuần vừa qua, không chỉ Ngoại trưởng Mỹ mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng chỉ trích gay gắt phía Trung Quốc khi có những hành động gây căng thẳng leo thang ở ngoài Biển Đông và vùng biển Hoa Đông. Phía Trung Quốc phải dừng ngay những cái hành động leo thang gây căng thẳng cho các nước trong khu vực, nhất là khối ASEAN. Phát biểu tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Trung Quốc không nên lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan mạnh trên thế giới để làm những điều trái với luân thường đạo lý, nếu như trong thời gian tới, nhất là từ nay trở về cuối năm, Trung Quốc còn có những hành động được cho là ngông cuồng và phi pháp thì Hoa Kỳ sẽ ra tay trừng phạt và trị tội Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang hết sức biến động, nhất là vấn đề Đài Loan khi mà mới đây Trung Quốc tố Mỹ là kẻ phá hoại hòa bình lớn nhất trên eo biển Đài Loan. Trung Quốc chỉ trích Mỹ kịch liệt và coi nước này là mối đe dọa lớn trên eo biển Đài Loan. Ngay sau khi chiến hạm Mỹ lần thứ 7 băng qua vùng biển này trong năm nay, việc di chuyển qua lại thường xuyên của các chiến hạm Mỹ ở eo biển Đài Loan cho thấy Mỹ là kẻ phá hoại hòa bình và ổn định lớn nhất, và là kẻ gây nên rủi ro về an ninh lớn nhất trên eo biển Đài Loan. Theo tuyên bố mà chiến khu đồng bộ của quân đội Trung Quốc đưa ra chiều ngày 29 tháng 7, tuyên bố nói rằng các binh sĩ thuộc chiến khu đồng bộ luôn sẵn sàng phản ứng trước mọi mối đe dọa và hành động khiêu khích, đồng thời bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Chiến khu đồng bộ chủ yếu chịu trách nhiệm thực hiện các chiến dịch ở eo biển Đài Loan, tuyến đường biển nhỏ hẹp chia tách giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan, mà Bắc Kinh gọi là một phần lãnh thổ của họ. Tuyên bố xuất hiện sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Alert Book của Mỹ USS Bedford di chuyển qua eo biển Đài Loan trong hôm thứ Tư. Hạm đội 7 của Mỹ nói rằng việc điều tàu băng qua eo biển Đài Loan nhằm thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở và rằng quân đội Mỹ sẽ di chuyển trên không, trên biển và hoạt động ở bất cứ đâu luật pháp quốc tế cho phép. Trước đó 2 tuần, tàu USS Bedford có thực hiện chiến dịch tự do hàng hải đầu tiên trên Biển Đông. Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách xua đuổi con tàu này, nói rằng nó đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc, làm tổn hại tới sự ổn định của Biển Đông. Quân đội Mỹ đã tăng cường thực hiện các chiến dịch tự do hàng hải trong khu vực trong 5 năm qua. Theo sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược ở Biển Đông, một tổ chức có trụ sở tại Bắc Kinh, năm 2016, 3 chiến hạm Mỹ đã đi vào khu vực 12 hải lý của các hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Năm 2017, Mỹ thực hiện 4 cuộc tuần tra và 5 cuộc trong năm 2018, 8 cuộc trong năm 2019 và 9 trong năm 2020. Các hoạt động tương tự cũng diễn ra trên eo biển Đài Loan. Theo một danh sách được tổng hợp bởi Colin Coe, chuyên gia nghiên cứu đến từ trường nghiên cứu quốc tế Sanh Jarathanam, Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, các chiến hạm Mỹ đã thực hiện 15 cuộc di chuyển băng qua eo biển Đài Loan trong năm ngoái, tăng thêm 9 lượt so với năm 2022. Đài Loan đã trở thành một nguồn cơn mới gây căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã bất hòa giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh tỏ ra tức giận khi Washington thân thiết hơn với Đài Loan trong những năm gần đây. Trung Quốc cũng ngày càng quyết tâm hơn trong các tuyên bố chủ quyền với Đài Loan, đẩy mạnh sức ép với hòn đảo này bằng cách thường xuyên điều máy bay quân sự đi vào vùng nhận dạng phòng không Aegis của Đài Loan và tổ chức nhiều hoạt động hải quân trên eo biển Đài Loan. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.